xíu, rất là dễ thương. Chú Thịnh thì thường xuyên đến sẽ gửi đến cho chúng ta nhạc phẩm Hương Về Miền Trung. Và quý ông bà anh chị em, hôm nay là ngày vui đặc biệt, con cần già lên đây để cầu chúc ông bà quý anh chị em ngày vui và sức khỏe năm đây. Con xin đồng tháp mời thượng đặt bản nhạc Thương Về Miền Trung.
Cảm ơn.